Chúng ta tiếp tục bài tập cơ bản nâng cao chữ chính là bài 20. Một bếp điện loại 220V 1000W được sử dụng với hiệu điện thế là 220. Này sử dụng đúng hiệu điện thế định mức rồi ha. Vậy là nó hoạt động bình thường và công suất sẽ đúng 1000W. Để đun sôi 2 lít nước có nhiệt độ ban đầu là 25 độ C. Hiệu suất quá trình đun là 85%. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có cái gì? Hiệu suất quá trình đun là 85%. Như vậy là chúng ta thấy là rõ ràng ở đây trường hợp này có hiệu suất là Q thô chia cho Q tỏ. Như vậy hiệu suất quá trình đun này cũng bằng 85%. Mà chúng ta có thế nào? Chúng ta sẽ tính Q thô theo cái công thức tính nhiệt lượng mà chúng ta đã học ở năm 8, là nhiệt lượng của bọt không vào để không lên là bằng MC delta T. Mình xem coi cái này có đủ hết chưa. Có đủ hết rồi ha. 2 lít nước thì sẽ có khối lượng là 2 kg. Rồi nhiệt độ ban đầu delta T, nhiệt dung riêng của nước có rồi. Đó, như vậy là mình hoàn toàn có thể tính được nhiệt lượng mà nước nhận được. Rồi sau đó là tính được cái gì? Cái quy tỏ thì bằng gì? Công suất nhân cho thời gian. Như vậy ở đây đề đã cho hoạt động bình thường rồi, như vậy là công suất coi như có rồi, phải không? Như vậy là hát cũng có rồi, vì hoàn toàn chúng ta có thể tính được tên theo nghĩa thế này. Nhưng mà ở đây cái bài tập này chúng ta nên tính từng bước một, phải không? Thì trước tiên chúng ta tính gì? Nhiệt lượng mà nước nhận được trong quá trình đun rồi đấy ha. Nhiệt lượng này chỉ có nước thôi chứ không có ấm, đúng không? Nhiệt lượng nước nhận được hoặc là hấp thụ chính là cái Q thô. Nội dung con này có A. Q thô bằng MC delta T. Ở đây mình giải ngắn gọn này ha. Các em bổ sung thêm cái phần M này là 2 lít nước, như giống như những bài trước đã nói rồi ha, là có lượng nghiêng của nước là 1000 kg trên mét khối. 2 lít là tự nhiên có khối lượng là 2 kg ha, là 2 nhân 4200. Nhiệt độ ban đầu là 25, đến sôi là 100, vậy là delta T là 75. Ở đây chúng ta sẽ tính được cái quy mô 2 lít nhân cho 4200 nhân tiếp cho 75, chúng ta được là 630.000. 630.000 xu, 630.000 xu. Như vậy là chúng ta đã tính theo quy thô. Như vậy theo đề chúng ta sẽ tính được cái gì? Sẽ tính được quy tỏ. Tại vì áp dụng công thức hiệu suất chúng ta sẽ tính được quy tỏ. Tại vì quy thô có rồi, khác rồi, mình sẽ tính quy tỏ. Rồi có quy tỏ xong thì chúng ta sẽ tính được T. Thế ra chúng ta các bước lần lượt như vậy. Rồi như vậy là gì? Theo đề ta có cái gì? Theo đề ta có là gì? Hiệu suất sẽ bằng quy thô chia quy tỏ, mà chúng ta cần tính là tính quy tỏ sẽ bằng quy thô chia cho gì cho khác, chính là 630.000 chia cho khác là bao nhiêu phần trăm đây? Là 85% hay là 0,85% cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ chia này cho là 85%. Chúng ta ra là gì? 741.176 747. Bây giờ mình làm tròn sắp xỉ là 5 xuống nha. Đây là xuống. Đây là sắp xỉ. Đây là số sắp xỉ. Rồi cái đó chính là cái quy tỏ, là nhiệt lượng mà cái bếp này tỏ ra. Và từ đây chúng ta sẽ có thể tính được thời gian đun theo công thức này, phải không? Công suất có rồi, quy tỏ cũng có rồi. Chỉ vậy thì chúng ta sẽ tính được cái thời gian đun. Mình cứ ghi lại công thức thôi. Quy tỏ sẽ bằng công suất nhân cho thời gian. Tại vì hoạt động bình thường rồi nên mình có thể là sử dụng cái công suất ghi trên cái bếp này luôn, là suy ra mình cần tính thời gian mình chuyển cái bên này đi, chuyển qua đây, nhà này xuống dưới này, như vậy là quy tỏ chia bên sẽ bằng bao nhiêu? 741.000
chia cho công suất con này là bao nhiêu, là 1.000. Như vậy chúng ta sẽ lấy số sắp xỉ luôn, số sắp xỉ luôn. Chia cho 1.000 là đây qua số 0 không? Còn 741,17. Bây giờ mình lấy 18 đi, 18 có nghĩa là giây, rồi đó chính là cái thời gian đúng. Mình có thể đổi cả phút cũng được, còn không thì để nguyên gì cũng được. Đổi cả phút khi đề yêu cầu là bao nhiêu phút thì mình nên đổi ra bằng cách chia cho 60 ha. Rồi coi như là cái đó mình tính xong con A, con B. Mỗi ngày nó 4 lít gấp 2 lần trên. Bạn biết điện trên với cùng điều kiện đã cho thì trong 1 tháng 30 ngày phải trả bao nhiêu tiền điện. Như vậy mình sẽ sử dụng cái quy tỏ này. Đấy không? Sử dụng cái quy tỏ này. Như vậy là sử dụng luôn cái điều kiện này luôn. Ở đây chúng ta sẽ tính cũng nhanh thôi ha, cái này cũng nhanh thôi. Như vậy chúng ta tính cái gì? Tính cái điện năng tiêu thụ cho một ngày trước. Thì một ngày luôn 4 lít, có nghĩa là gấp đôi này, thì mình sẽ tốn thời gian gấp đôi này. Đó. Rồi như vậy là chúng ta nhân lên cho 30 thì mình sẽ ra được cái điện năng tiêu thụ cho một tháng. Rồi sau đó tính tiền điện không? Cái này cũng không nghĩa. Rồi như vậy chúng ta tính gì? Điện năng tiêu thụ cho 30 ngày. Điện năng tiêu thụ trong 30 ngày A thì bằng gì? P nhân T. Do là cái phần tính tiền nên mình đổi ra cái quát giờ luôn để cho nó tiện ha. Rồi bây giờ như thế này, công suất 1.000 quát mình đổi thành kiến quát chính là 1, phải không? Thời gian T, T này T 30 thì kiếm chữ 30 đây để chúng ta công việc giữa hai cái T này là hoàn toàn khác nhau ha. T này là chỉ có 2 lít thôi, phải không? Nhưng mà 1.000 chúng ta 4 lít. Như vậy là chúng ta sẽ nhân cho 2 là 741,718. Nhưng mà ở đây nó đang cái gì là giây, phải không? Mình cần tính ra cái quát giờ thì mình sẽ chia cho bao nhiêu? Chia cho 3.600, phải không? Như vậy là cái đấy nè, ở đây là 4 lít rồi này. Đó, chia 3.600 là ngày giờ. Nhưng mà cái này chỉ là một ngày thôi. Thì mình phải nhân thêm cho 30 ngày, phải không? Rồi như vậy mình có kết quả này, mình sẽ được cái điện năng tiêu thụ trong một tháng thôi, đúng không? Rồi 741,718 nhân 2 nhân 30 chia cho 3.600 12,353, đúng không? Được là nhiêu? 12,353 kWh giờ. Rồi xong thì chúng ta tính tiền điện ha. Tiền điện phải trả trong 30 ngày, không? Tiền điện phải trả trong 30 ngày, không? Thì lấy 12,353 về điện năng tiêu thụ mà mỗi ký quát giờ là giá bao nhiêu? 550 đồng. 550 đồng là giá này cũng hơi rẻ ha, so với điện năng. Rồi chúng ta được về bao nhiêu? 6.794,15. 6.794,15 đồng. Quá rẻ không? Cái giá điện này ở đây nó giờ nó khác nhiều rồi ha, cao hơn nhiều rồi. Và đó chúng ta cách giải bài này.